Thank you.
con và toàn thế giới. Nhờ đó chúng con sẽ nên giống người hơn nữa và đang hưởng hạnh phúc người đã đem lại cho chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.